chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Trần Thị Xuân mắc hội chứng cổ vai tay hai bên, hội chứng cổ vai cánh tay hay bệnh rễ thần kinh cổ, bệnh lý rễ tủy cổ là thuật ngữ dùng để mô tả một loạt biểu hiện lâm sàng liên quan đến tổn thương đốt sống cổ và các dây thần kinh xung quanh. Trong đó, rễ thần kinh thứ 6 và thứ 7 thường chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Dấu hiệu của bệnh rễ thần kinh cổ ở mỗi người có thể không giống nhau vì chúng thường thể hiện tùy theo nguyên nhân gây nên và giai đoạn bệnh tiến triển. Hội chứng cổ vai cánh tay có khả năng phát sinh bởi nhiều yếu tố. Trong số đó, phổ biến nhất là hai vấn đề sức khỏe sau. 1. Thoái hóa cột sống cổ. Trong trường hợp này, người bệnh có thể bộc lộ triệu chứng đau nhức tại vùng cổ gáy. Các cơn đau thường âm ỉ và xuất hiện từ từ chứ không bùng phát đột ngột gây khó chịu. Tình trạng đau nhức chủ yếu phát sinh vào buổi sáng, đặc biệt là sau khi ngủ dậy. Cường độ đau có xu hướng gia tăng sau khi người bệnh vận động mạnh hoặc chịu lực tác động đáng kể lên cổ, vai. Khả năng vận động cũng như phạm vi chuyển động của cổ bị hạn chế. Vẹo cổ tuy nghiêm trọng nhưng rất hiếm gặp. Mặt khác, tình trạng thoái hóa rất dễ kéo theo sự phát triển của gai xương. Nếu đủ dài, gai cột sống cổ có nguy cơ chèn ép vào các rễ thần kinh gần đó, dẫn đến một loạt tình trạng sau. Phạm vi đau nhức mở rộng, cảm giác tê bì, ngứa gian, khó chịu chạy dọc từ cánh tay đến ngón tay, đi kèm với triệu chứng yếu cơ, khó cử động tay. 2. Thoát vị đĩa đệm cột sống cổ. Tình trạng đĩa đệm thoát vị lâu ngày không chỉ có khả năng gây sức ép lên các dây thần kinh xung quanh mà còn cả tủy sống. Vì vậy, bên cạnh những triệu chứng chèn ép dây thần kinh đã được đề cập bên trên, trong trường hợp này, người bệnh còn có thể có một số dấu hiệu như suy giảm khả năng vận động, phối hợp ở tay, tê bì tay, dễ nhức mỏi, teo cơ. Ngoài ra, tùy vào vị trí tổn thương ở tủy sống mà người bệnh có nguy cơ bị liệt chi hoặc rối loạn phản xạ đại, tiểu tiện nếu tình trạng chấn thương trở nên nghiêm trọng. Thưa quý vị, phương pháp cấy chỉ cắt hút trong điều trị các bệnh lý về xương khớp đã và đang được nhiều bệnh nhân tin tưởng điều trị bởi đây là một phương pháp hoàn toàn không sử dụng thuốc, không phẫu thuật gây đau đớn, ít biến chứng, mang lại hiệu quả điều trị lâu dài. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.